tới tốt nhất các bạn. Ngày hôm nay các bạn thấy rằng chỉ số của ta, chỉ số với chỉ số của VN Index giảm 9 điểm và chỉ số của VN30 là giảm 8 điểm. Và hôm nay nếu bạn đánh phái sinh thì cái chỉ số hôm nay nó biến động rất là mạnh. Một phiên buổi sáng thì nó kéo lên gần 1.300 đối với chỉ số VN Index và kết phiên là giảm 9 điểm. Như vậy nếu chúng ta tính từ 1.300 về với 1.278 chúng ta giảm cỡ tương đương khoảng 10-12 điểm đúng không? 22 điểm. VN Index. Thì bạn thấy rằng hôm nay là kéo lên 1.299 rơi về 1.278, như vậy chúng ta rơi mất 11 điểm, xin lỗi 21 điểm, rơi mất 21 điểm cũng tương đối là lớn đúng không ạ? Nếu như một phiên rơi phiên này thì nó tương đối là nhiều, còn nếu tính về cái mất điểm mở cửa đóng cửa nó chỉ giảm 9 điểm mà thôi. Nguyên phiên sáng nó kéo lên 1.299 và kết phiên ở 1.278 và nó rơi 20 điểm. Và nếu như bạn hôm nay bạn chơi chỉ số phái sinh của ta thì cái chỉ số phái sinh của ta đi rất là rất giàu bậc cảm xúc ngày hôm nay. Nếu như bạn nhìn ở khung thời gian 1 phút, đánh phái sinh ta nhìn khung thời gian 1 phút, các bạn nhìn thấy rằng đây cũng dần phút đúng không ạ? Chúng ta bắt đầu từ vùng 1.000 đây, chúng ta bắt đầu từ đây đúng không ạ? Và đã kéo lên 1.000, từ 1.360 kéo lên 1.370 77 điểm, vậy là rất là khủng khiếp luôn. Nếu bạn ăn một sóng này từ 61 lên 76, chúng ta được 15 giá và chúng ta thấy là nó sọt từ đây về vùng dưới đây thì tạo được hai vòng 1 hợp đồng, chúng ta ăn khoảng 30 giá. Nếu như chúng ta biết sọt và biết long cái sọt tức thời đúng không? Tuy nhiên trong cái quá trình đầu tư chứng khoán chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng có thể long sọt ngay lập tức được, bởi vì nó dựa vào rất nhiều yếu tố cảm xúc trong quá trình đầu tư, đặc biệt là khi chúng ta thấy rằng nó long rất mạnh như vậy, rất khó để các bạn có thể đặt lệnh short, hoặc là chúng ta thấy rằng là chúng ta canh 1.300 của VN Index luôn. Như đôi khi chúng ta canh, chúng ta cố tình chúng ta chặn đầu xe lửa thì nó rất nguy hiểm cho các bạn khi các bạn đánh phái sinh. Bởi vì trong một cái thị trường mà biến động như này thì nó cho các bạn lợi nhuận cao. Còn nếu trong thị trường mà nó đang đi sideways thì rất dễ các bạn bị hit cái stop loss hay gọi là cắt lỗ. Và nếu các bạn không để cái điểm dừng lỗ
thì trong quá trình đầu tư rất có thể bạn sẽ lại bị chết tài khoản, bởi vì mỗi một nhịp nó kéo lên, ví dụ các bạn thấy rằng các bạn hôm ngày hôm qua luôn, các bạn vẫn để lệnh lệnh sọt luôn, ngày hôm qua bạn để sọt thì ngày hôm nay cái từ 1.360 lên 1.377 nó tăng 17 thì tăng các bạn là bị chết tài khoản. Hay là các bạn để đặt lệnh lệnh sọt hay là lệnh lệnh long thì bạn được lưu được lại. Tuy nhiên ví dụ ngày hôm nay bạn để long thì ngày mai có thể nó gáp xuống, thì việc đó rất là nguy hiểm. Vì vậy mà trong cái quá trình đầu tư thì nếu mà chúng ta nên cắt cái lệnh của chúng ta trước phiên ATC thì nó sẽ đảm bảo cho các bạn cái ngủ ngon trong quá trình đầu tư. Và đây là một cái các bạn thấy trên trên cái biểu đồ đúng không ạ, chúng ta đang vẽ những cái sóng của nó, đang dựa vào sóng Elliott chẳng hạn. Để ta đếm sóng 2, 3, 4, 5, 6 à, xin lỗi 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4 ạ. Và chúng ta có thể lựa chọn thêm một cái chỉ báo nữa, đó chỉ báo Money Concept hay gọi là thay đổi cấu trúc thị trường. Khi nào thay đổi cấu trúc thị trường đúng không? Thì ta lựa chọn như vậy. À, tuy nhiên thì ngày hôm nay tôi lại giới thiệu các bạn đó là vẫn là cái tiêu điểm xuống là bạn đó. Vậy thì làm sao để chúng ta lựa chọn được cổ phiếu có xu hướng và làm gì? Chúng ta có thể lựa chọn trong 1.000 cổ phiếu, chúng ta lựa chọn được 10 cổ phiếu và chúng ta chọn một cổ phiếu để chúng ta đầu tư. Đây là câu hỏi trong xuyên suốt cho tất cả các bạn luôn muốn tìm hiểu về phương pháp đầu tư, phương pháp kỹ thuật. Bởi vì khi một cổ phiếu có xu hướng đi lên thì các bạn mới có thể có được chảy lợi nhuận. Ngược lại, cái cổ phiếu mà không có xu hướng, tức là đi ngang sideways thì nó sẽ không có cho lợi nhuận. Hay là cổ phiếu mà đi có xuống đi xuống giảm giá thì các bạn thua lỗ. Trong suốt cái quá trình vừa rồi, chỉ số của VN-Index, chỉ số của VN-Index đã chạm lên 1.300 lần thứ nhất, và ngày hôm nay nó cố lên 1.299, nó chưa được lên là 1.300 và nó điều chỉnh. Thì điều chỉnh như vậy đến điều chỉnh đến đâu và cơ hội chúng ta là như thế nào, và đâu là chúng ta tìm kiếm những cổ phiếu nào để chúng ta đầu tư. Thì các bạn có thể có những broker cho mình, có những nhà tư vấn. Tuy nhiên trong thời gian sắp tới, việc các nhà công ty chứng khoán họ miễn phí cho gì thì các nhà tư vấn, những nhà broker sẽ không còn cái cơ hội để làm việc nữa, và các bạn phải tự mình giao dịch. Và các bạn có cái nhu cầu thì với kết nối để các bạn tham gia giao dịch. Các bạn nhớ hãy đăng ký kênh và bấm like, share video này, hoặc để lại những bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng tìm hiểu các cổ phiếu khác nhau. Thì để các bạn lựa chọn những cổ phiếu mà có xu hướng thì là tôi hướng dẫn cho các bạn chúng ta sử dụng các đường EMA. Các đường EMA chúng ta sử dụng đơn giản là có EMA 21, EMA 50, EMA 200. Nó đại diện cho chu kỳ 21 phiên, chu kỳ 50 phiên, chu kỳ 200 phiên. Dựa vào các đường EMA này để các bạn có thể biết được rằng cái cổ phiếu của bạn nó đang ở đâu, nó có đi theo chu kỳ hay không. Thì như đây đúng không ạ, ngày hôm nay chỉ số VN-Index lại chạm vào cái EMA 21, và khi nó chạm vào cái EMA 21 này thì cái lần đầu tiên này rất nhiều khả năng nó lại bật lên, sau đó nó có thể là rơi xuống tiếp để nó test tiếp cái đường EMA 50. Đặc biệt các bạn nhìn vào khung thời gian nhỏ hơn, ví dụ khung thời gian 1 giờ, khung thời gian 1 giờ thì chỉ số RSI mới đang 1.37. Chúng ta sang cái khung thời gian 15 phút, ở khung thời gian 15 phút thì RSI đang chạm vùng gần sắp đi vào vùng có bán không ta. Như vậy ở đây nhiều khả năng nó sẽ lại đi lên phía trên này, sau nó rơi xuống thì tạo ra cú sóng của ta.
thì cấu trúc sóng này ta lát chúng ta sẽ nói sau. Còn để các bạn lựa chọn cổ phiếu thì theo pháp kỹ thuật có xu hướng là những cổ phiếu có giá, tức những cây nến xanh đỏ đang nằm trên cái đường EMA 21, 50 và 200. Những cổ phiếu mà đang đi săn sát siết chặt quanh các đường EMA 21, 50 và 200 thì cái cơ hội trong các phiên sắp tới rất là cao để nó break đi lên. Vì khi thị trường điều chỉnh, nó không điều chỉnh mà nó đi ngang siết chặt khối lượng thấp thì cái tỷ lệ về các phiên có phiên điểm pivot với những cổ phiếu đó rất là cao. Vậy mà các bạn phải quan sát lại cổ phiếu như vậy để các bạn mua khi nó có sự tăng nhẹ. Tức là khi mà thị trường chung, ví dụ VN Index có dấu hiệu chứng lại không giảm thêm thì những cổ phiếu đó có cơ hội bật lên rất là cao. Ở đây chúng ta thử cũng quan sát bốc cổ phiếu ngày hôm nay. Ví dụ là cổ phiếu VBB nữa. Với cổ phiếu VBB này là một dòng ngân hàng thì trong thời gian vừa qua dòng ngân hàng đi lên rất mạnh thì VBB gặp phải dòng giá đang nằm trên cái đường EMA 21, 50, 200. Như vậy với bản chất nó đang xuống đi lên. Có để mua thì có hay chưa? Thì rõ ràng để mua là chưa có, vì đúng không? Vì nó đang đi lên một mạnh này và đang có sự điều chỉnh. Điều chỉnh ở đây có thể một vài phiên sau đó lại liên tiếp. Thì khi điều chỉnh với khối lượng thấp, biên độ hẹp một vài phiên thì tỷ lệ lại đi lên rất là cao. Và cái đỉnh của nó đang ở đỉnh 20 ở vùng 21 này. 20-21 này. Như vậy ở vùng này vùng kháng cự thì cổ phiếu này nó cũng sẽ có sự động rất mạnh. Ở đây. Và chúng sang cái cổ phiếu tiếp theo, SHB luôn. SHB cũng là một cổ phiếu dòng ngân hàng. Tuy nhiên các bạn nhìn thấy rằng cái dòng xu hướng nó đang xuống đi xuống, giá nằm đang nằm dưới cái đường EMA 200, như vậy xuống trung hạn nó xấu luôn, không được ưu tiên. Vậy cổ phiếu này là loại bỏ luôn, trong quá trình ra đọc cổ phiếu nó loại bỏ. DHD, DHD thì bạn nhìn thấy rằng giá nó nằm trên cái đường EMA của chúng ta, như vậy xu hướng nó đang xuống đi lên, nó đang chạm lại cái vùng kháng cự của nó luôn, vùng đi ngang về trước 147 thì ở đây nó tiếp tục dao động thì chúng ta có thể cơ hội mua ở đây. Đối với những cổ phiếu như này, tức là nó đang giá đang nằm trên phiên trên thì cái tỷ lệ nó vượt đỉnh là cao hơn rất nhiều so với những cổ phiếu khác. Vậy ở DHD là cũng để cho các bạn vào cái tầm ngắm, tầm quan sát để các bạn mua cổ phiếu. Cổ phiếu tiếp theo, ví dụ là cổ phiếu MIG đúng không? MIG kênh dưới thôi. Chúng ta cứ xét cái đề EMA 200, 50, 21 giá nằm dưới là cổ phiếu kênh dưới chúng ta tạm thời bỏ qua. Là cổ phiếu ANV. ANV thân giá siết chặt quanh cái đường EMA và đang là phía trên. Thì cổ phiếu này nó vẫn đang trong cái giai đoạn đi ngang luôn. Trừ khi nó có phiên break phụ độ lớn thì nó tiếp tục đi lên. Và vùng này nếu bạn mua mới thì chúng ta chỉ mua test thôi. Bởi vì nó chưa có xu hướng thì chúng ta chỉ mua 20-30% mà thôi. Đến lúc cổ phiếu ANV. Là cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu BMP đúng không ạ? BMP các bạn thấy rằng thì rõ ràng nó đang cũng ở cổ phiếu kênh trên, giá đang nằm trên cái đường EMA 20-21, 50-200 của ta. Và đang nó đang vào cái sóng điều chỉnh, nó chạm vào đường EMA 21 này. Nếu khối lượng thấp thì rất có thể nó đi ngang phiên đây, sau lại bật lên tiếp. Thì đây là cổ phiếu
B1B chỗ này vô tầm sạch chúng ta. À, cổ phiếu HAX vì trung hạn giá nằm trên cái đường EMA 200 nhưng xu hướng cũng tốt. À, về cái ngắn hạn thì giá đang đi ngang siết chặt quanh cái đường EMA 21 50, khối lượng tuyệt vời thấp như vậy, cổ phiếu này ta quan sát xem một vài phiên tới như nào và test chạy cái điểm pivot ở đây. Vì vậy chúng ta quan sát cổ phiếu này để ta có thể mua khi nó có điểm pivot, và đối với cổ phiếu này thì rất nơi lên nó gặp ngay cái cản phía trên này thì rất có thể nó sẽ lại lần nữa, và nếu chúng ta mua ở lần thứ hai lần sau thì rất có thể chúng ta sẽ có những cái điểm lợi nhuận cao hơn. STB, STB là cổ phiếu ngân hàng thì bạn thấy rằng thị trường chúng ta luôn và đang giữ được cái thế lên và điểm mua thì nó chưa có điểm mua, bởi vì ở đây chúng ta cần thời gian tái tích lũy ở phía trên này ở vùng giá 33 thế nên thì đi lên nó sẽ là tuyệt vời hơn, còn nếu đi nó đi lên tiếp tục đi lên thì cơ hội của chúng ta nó càng càng thấp hơn, bởi vì dòng ngân hàng nó đi lên như này là rất rất tốn tiền luôn, vốn hóa nó lớn. Của CDC CD kinh dưới giá đang nằm dưới cái ngày mà tuần qua. Của CTG giá nằm trên cái đường EMA 21 50 200 như vậy. Về xuống là ok đúng không ạ? Về xuống là ok. Và đây là có sự dao động khi gặp lại đỉnh cũ. Thì ở vùng giá này chúng ta có thể quan sát. Ở đây là một cái nền rồi đúng không ạ? Phía trên này một nền. Nó chưa thể nó cái được sâu. Nó có thể nó gãy về vùng 34 35 này. Sau đó nó lại đi lên tiếp. Và ta chờ đợi xem nếu như điểm gãy của nó khối lượng nó cao hay thấp thì ta quan sát, chúng ta có thể mua vùng giá 34 35 này cho đánh lên vùng giá 40. Thì đấy là CTG. Chúng ta sang xem HRX. Hôm nay có cổ phiếu nào chú ý? Cổ phiếu MCO thì bạn thấy khối lượng nó hơi thấp. Với mức giá này thì khối lượng hơi thấp. À, thì các bạn khó là có thể tham gia đối với cổ phiếu này. Cả cổ phiếu HMX cũng vậy. Với NTP rõ ràng giá nằm dưới đường EMA 21 rồi 50 xuống ngắn hạn đang là xấu à, xấu về vùng dưới này là vùng hỗ trợ 55 của nó thì sẽ có lực cầu sẽ bắt đáy ở đây. À, hôm nay chỉ có sản phẩm có một giải hát là cổ phiếu đáng chú ý không ạ? Bởi vì nó tăng 3% trong một cái ngày thị trường biến động mạnh như vậy và nó vẫn giữ được cái nền như vậy thì cho thấy rằng cái khối lượng hàng cái khối lượng cổ phiếu nó vẫn đang nằm trong cái tay các nhà tạo lập, với cái tỷ lệ màu đây màu đỏ đang rất là cao rất là lớn. Đấy là các cổ phiếu đáng chú ý theo cái và cái trang hay tiêu dùng đi để đưa ra. Việc chúng ta lựa chọn đầu tiên nó vẫn là chúng ta lựa chọn theo xu hướng, tức giá nằm trên cái đường EMA 21, EMA 20, 50 và 200 để chúng ta có một cái bước đầu tiên là chúng ta lựa chọn được những cổ phiếu có xu hướng đi lên. Sau khi chúng ta lựa chọn được những cổ phiếu có xu hướng rồi thì chúng ta bắt đầu xem cổ phiếu đó nó có được cái nhà đầu tư tạo lập, nhà đầu tư tổ chức nắm giữ hay không, họ có mua tham gia dòng tiền để mua hay không, thì bằng cách chúng ta quan sát bằng một chỉ báo nữa, đó chỉ báo MCXD. MCD với ba màu đỏ, vàng và xanh lá cây. Đỏ đại diện cho nhóm nhà đầu tư tạo lập, vàng đại diện cho cái nhóm nhà đầu tư thổ cơ và xanh lá cây đại diện cho cái nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ. Và màu đỏ nó càng mạnh càng lớn thì chúng ta cho thấy rằng cái nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư tạo lập nó đang tham gia rất lớn đối với cổ phiếu đó.
Khi sau đó chúng ta thấy rằng có bàn tay của những người tự lập, chúng ta tìm điểm mua. Tìm điểm mua như nào? Ví dụ như trong thời gian bây giờ, đúng không? Là cái chỉ số của chúng ta đang dao động rất là mạnh, nó đang đi lên và đi xuống, biến động như vậy, thì chúng ta sẽ lựa chọn được những cổ phiếu mà nó ít biến động và giữ được, vẫn giữ được cái nền giá của nó. Thì khi đó các bạn sẽ lựa chọn chờ và mua sớm đối với những cổ phiếu mà giữ được nền, có giá nằm trên đường EMA 21, 50, 200 và có chờ đợi những pivot để chờ giá mua khi mà nó bứt phá lên. Đấy là những cách mà chúng ta lựa chọn siêu cổ phiếu, những cổ phiếu có xu hướng trong một thị trường để biến động như hiện nay. Bây giờ tôi chỉ các bạn đó là chúng ta xem xét cấu trúc thị trường nó thay đổi hay chưa, bằng việc đó là dự vào những điểm cao, những điểm thấp mà thị trường đã tạo ra và đi qua. Ví dụ các bạn nhìn thấy rằng chỉ số của VN50, đúng không? Các bạn thấy rằng nếu chúng ta ở đây, chúng ta có một chỉ báo đỉnh cao nhất mức 2 là 1371. Ở đây nó bắt đầu thay đổi cấu trúc với việc giá đóng cửa phía dưới cái điểm thấp để tạo ra đỉnh cao. Như vậy ở đây cấu trúc thị trường nó bắt đầu thay đổi từ cấu trúc tăng sang cấu trúc giảm. Và nếu như ngày mai nó hồi lên phía trên này một chút, khoảng 10 điểm, thì nó yếu như vậy, nó chơi xuống tiếp, cái điểm cái vùng 1345 này, chúng ta lại tiếp tục có một cấu trúc đi xuống. Và hiện tại cái chỉ số của VN50 luôn, chúng ta thấy rằng nó có sóng A, chúng ta thấy rằng sóng A trong bên C và đấy lại cao như vậy. Ở đây có thể cho các bạn những điểm, những cái vùng sóng điều chỉnh, sóng điều chỉnh giảm. Vì chúng ta thấy rằng một cái sóng tăng rất mạnh thì chúng ta cũng cần phải có sự điều chỉnh lại để cổ phiếu về lại phía dưới, cổ phiếu chạy không qua nóng. Cũng như hôm qua tôi nói là thị trường ngày hôm nay nó có thể đi lên xong nó giảm xuống. Với việc mà sáng nay các bạn FOMO rõ ràng, khi buổi chiều về cổ phiếu chúng ta rất bị lo lắng trong cái tình trạng mà không biết ngày mai nó có giảm hay không. Thì dựa vào cái điểm và chúng ta thay đổi những cấu trúc này thì rõ ràng là không tốt rồi. Chúng ta chờ đợi xem nếu như lên phía trên này nó không có vượt qua được đỉnh cao nhất 1371 thì rất có thể là phá cái đáy này, để tạo chúng ta cái cấu trúc xong đi xuống, xong đi chỉnh xuống và chúng ta chờ đợi nó có thể vùng giá về vùng giá 1325, cũng có thể về vùng giá 1314, 1300 hay 2400, 2790. Rất nhiều những tình huống nó có thể xảy ra nếu như cấu trúc nó tiếp tục là phá cái cũ, không tạo ra đỉnh mới cao hơn. Đây là cách các bạn là phân tích thị trường cũng như lựa chọn cổ phiếu trong cái đoạn tới. Khi bạn nhìn thấy rằng chỉ số của DG, đúng không? Ngày hôm nay DG đến thời điểm hiện tại là 204 điểm. Như vậy nó cũng không quá tích cực, nó cũng xấu. Hay là chỉ số của vàng, các bạn đã thấy vàng trong vùng thời gian 15 phút biến động rất là mạnh. Chúng ta nhìn thấy một cái sóng vẽ xuống, lại hồi lên, hồi lên phía trên này gặp một kháng cự rất mạnh, gặp một kháng cự rất mạnh phía trên này, lại bị đạp xuống. Và các bạn thấy rằng biến động thấp nhất ở vùng 2636 lên 2653, biến động rất là mạnh như vậy.
rất rất với cái vàng biến động như vậy thì chúng ta cần phải quan sát ở một thời gian cao hơn để ta xem xét xem cái tính chất nó như nào. Chúng ta có thể quan sát một thời gian 1 giờ. Các bạn có thể để lại bình luận phía dưới để chúng ta cùng trao đổi về những cổ phiếu mà bạn đang nắm giữ. Hãy like và bình luận. Có ý thấy rằng cũng dân vàng đúng không ạ? Ở đây nó đang sau điều chỉnh đây, sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4, sóng 5 rồi đúng không? Tiếp tục nó có sóng hồi đi lên, tuy nhiên ở đây nó không tạo ra cái đỉnh mới cao hơn mà là gãy tiếp tục gãy đáy. Như vậy là trong quá trình hồi này nó tạo cho các bạn những cái vùng EQL sẽ không xét rồi đâu. Và nếu như nó vẽ ở dưới này 2630 thì lại hình thành cho bạn có sóng giảm. Còn nếu bạn nhìn về không thời gian rộng hơn thì rõ ràng bạn thấy rằng ở đây là sóng sóng đẩy lên rất mạnh, thì đây là vẫn đang nằm trong sóng điều chỉnh xuống đúng không? Sóng 1 đây, sóng A đây, sóng B đây, sóng C nó có thể đẩy về phía dưới này, có thể đẩy về phía dưới này. Như vậy mà cái nhóm vàng này chúng ta cũng phải là nhìn sóng thì chúng ta phân biệt được ở đâu nó đang ở bục sóng này. Ví dụ đang như vậy thì chúng ta đang dự đoán rằng nó xác suất là sóng điều chỉnh nó cao hơn. Vậy các bạn có thể canh canh sọt đúng không? Canh sọt lại ở vùng này, ở vùng giá 12.554 này, chúng ta cắt lỗ ngay phía trên cái đỉnh này 1.2666 2656, và nó sọt sell ở vùng 2654. Thì đấy chúng ta có những cái quan sát đối với chỉ số vàng. Và nếu như bạn nhìn thấy ở khung thời gian bây giờ ta đi vào các cổ phiếu trong một số nhóm, xem cổ phiếu nào là cổ phiếu chúng ta cần quan tâm. Ví dụ đây đúng không? Ở ngân hàng đang có sóng ngân hàng đi lên, và nó xem xét xem ngày mai ngày kia là ở nhóm khác nó có đi lên hay không. Sử dụng chứng khoán luôn. BVS nó đang giữ thế đi lên, giá đang nằm trên cái đường MA, như vậy xu hướng nó đang xuống đi lên. Chúng ta quan sát cái BVS. MVS cũng vậy, xuống xuống đi lên. Và chúng ta chờ đợi nó đi ngang rất chặt quanh vùng giá này, tại 31, 32 này. Đường EMA đã bắt đầu siết chặt, siết lại gần các đường giá, siết lại gần đường giá của nó, thì cái tỷ lệ pivot nó rất là cao. VND so với hai cổ phiếu trên thì rõ ràng VND yếu hơn. Có nhìn thấy rằng cái đường EMA của ta vẫn đang nằm trên giá, hình giá hiện tại giá bắt đầu nó lấy lại cái đường EMA 50 và 21, tuy nhiên số trung hạn nó không đủ ngủ đối với VND. Như vậy so với hai cổ phiếu trên thì này yếu hơn. Anh sang cổ phiếu thứ nhất là cổ phiếu API. API bạn nhìn thấy rằng giá vẫn đang nằm trên cái đường EMA của ta, như vậy cổ phiếu này vẫn là cổ phiếu mạnh hơn. Cái giá nằm dưới đường EMA 200, tuy nhiên vẫn nằm trên cái đường EMA 50, như vậy là trung hạn nó còn tốt, còn ngắn hạn nó bắt đầu có sự ổn định. Chúng xem cổ phiếu như ORS như nào. ORS ở phiên ngày hôm qua là phiên trần, và bạn nhìn thấy rằng khi mà cổ phiếu ở bên bên đến chân về đúng không, ngày hôm nay vẫn giữ được vùng giá
4.4. Tuy nhiên lại gặp lại vùng kháng cự này, thì nhiều khả năng nó sẽ điều chỉnh 3-4% trước khi nó tiếp tục đi lên, vì chúng thấy rằng nó đang bước vào sóng đẩy, thì nó sẽ có ba sóng, sóng này sóng một đi lên, sóng hai điều chỉnh lại, sóng ba nó bứt phá và chờ đợi thứ cổ phiếu ORS. Đây là một số cổ phiếu mà các bạn quan sát. Các bạn có câu hỏi nào thì để lại bình luận phía dưới, chúng ta cùng trao đổi. Còn bây giờ, tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.